Thái của người Di phía bên sông. Nước miệt vườn chào mọi người ha. Mình cũng rất là vui, rất là hân hạnh khi được chào đón các bạn trở lại với cái video của mình ngày hôm nay ha. Nhân dịp đầu trưng thì mình cũng chúc các bạn là có một cái năm vui vẻ nha, hạnh phúc phát tài. Đây là chiếc của đại gia Sầu Riêng 5m4. Chứ đó cũng cái Mitsu 4D56 này nè. Đều ghép hết nha, không có hộp số. Mấy chiếc cano ở nhóm Phong Điền là không có chơi hộp số, chạy trực tiếp hết. Không khí ở bờ kè chợ nổi huyện Phong Điền buổi chiều 28 rất là nhộn nhịp, rất là vui, rất là đông. Vì các vận động viên đem ra kiểm tra vỏ và máy, niêm phong và bốc lịch thi đấu nên rất là đông. Kiểm tra là nhiều giờ mà chưa xong, còn ở dưới đây nhóc chưa. Hai chiếc cano này là máy giống nhau này nha, Mitsubishi 4D56, có dòng tua 4.200. Cục máy này còn mới hơn cho nên nó mắc hơn cục máy bên kia. Cục máy bên kia 30 triệu, cục này 35. Đây đang đậu chờ đăng ký, chờ ban tổ chức kiểm tra.
Còn thường những cái máy mà nó chạy, vỏ máy chạy mà mình cầm điện thoại mình quay theo một cách khỏe như vậy là tốc độ không có đâu nha. Những cái chiếc mà chạy lẹ là mình quay theo không kịp á. Chạy chậm mình dễ quay. Người khác chạy lẹ quay khó quá. Đội của dòng thuyền Kiên Giang. Không xong rồi, tổ chức nem không ok rồi đó, anh em chuyển xuống vỏ để bảo quản. Ở đó thì đang kiểm. Mưa tới. Cano 5m4 tự chế nha, chạy cái Mitsu 4D56 đồng. Máy này cái dòng tua nó tới 42 nha mấy anh em. Có mấy đội đem vỏ rồi ra chuẩn bị ban tổ chức niêm phong. Hôm nay nhiều rồi, vận động viên đua quá cho nên cũng không biết hết.
tô nước thì hầu như mình theo mình biết là tới 5 chiếc luôn đó. Mới thấy chạy quay trở lại cái hết rồi, hết chạy, hết chạy tốc độ rồi. Dưới đó cũng có mấy anh em đã test ở dưới đó. Đó là hướng cầu Trà Niềm. Chỗ Thái của người Di phía bên sông. Rồi mình cũng kết thúc cái clip ở đây. Cảm ơn mọi người nha. Chúc tất cả vui vẻ nha. Cảm ơn, rồi hẹn lại video sau.